Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Dual Glock. Lúc mà mình mới thấy nó ấy, thì mình cứ tưởng nó mạnh lắm cơ. Nhưng thực sự khi vác trên tay mà đem đi bắn thì mới biết được cái của nợ đấy nó yếu sinh lý cực ấy. Đéo thể tin được. Rồi, nó đam nó thì bằng khẩu USP thôi. Và may mắn thay thì chúng ta có hai súng để bắn. Vâng, nếu có một súng thì em khóc ra tiếng mán mất. Cái khẩu súng này thì bắn thì cũng rất là chậm. Đấy, thay đạn cũng chậm. Đam thì yếu. Chả biết nói cái gì, khen cái gì cho nó hay nữa. Nó không có gì để khen đấy em ạ. Ngoại trừ nó có hai súng để khen thôi. Màu thì bạc bẽo này. Chả đẹp tí nào. Gì đây? Nhìn cái gì? Liếc là đi luôn đấy. Đừng đùa. Vâng. Thôi khẩu súng này thì mình không hổ báo được. Vâng, liếc đi, các bạn cứ liếc đi. Đây, 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 đây. Rồi, nhiều vậy. Rồi, té thôi. Cái thằng Toguda không biết là nó ngáo ngáo kiểu gì. Nó cứ đập mặt vào tường. Nó không thấy mình. Đấy, ăn quả bom đi bạn này. Ui giời, quả bom mít rồi kìa. Vãi xoài. Vâng, đập mặt vào tường như thế. Mình cứ tưởng là nó sẽ đập mặt vào bom của mình cơ. Thế đếch nào nó lại né được. Hư cấu nhở. Rồi, trận này mình sẽ nhặt hòm. Thế đéo là hòm không có gì. Ui, rồi, đây này. Rồi lại đập mặt vào nhau ấy. May không đập mặt vào ngực y tá đấy. Còn quả đập mặt vào ngực y tá thì cứ xác định là đi thôi. Rồi em té rồi, khẩu này khá là yếu. Chạy zombie không tốt. Nếu mà các bạn cố gắng chạy zombie thì các bạn sẽ tạch to. Ui rồi tơ kìa. Vãi nó bay như chim vậy. Vâng, chim đà điểu. Bay xong lại rớt à. Này thì quả này không mít nha. Ui rồi vẫn mít định mày. Thế đếch nào. Nó ở trong đấy mà mình ném không trúng kìa. Có bom hư cấu vậy. Vâng, ném xong nó chạy ra như kiểu là không hiện đam luôn. Và như kiểu không có chuyện gì xảy ra. Xàm thật. Riết ném bom riết là mình thấy quả bom cực kỳ hư cấu. Cảm ơn một bạn đã cho mình mượn ạc này. Mình quên cái tên bà rồi. Hình như là không có tên. Facebook là nickname là gì ấy. Mình cũng không tiết lộ cái tên Facebook của người ta làm gì. Ôi hết giờ rồi, bị mệnh. Cái trận này hai thằng mà không có hero nhỉ. Vâng đúng, còn thằng kia mà không cào được. Chán thế. Để nó ăn kill lòi mồm. Trận này đừng để cho thằng nào ăn kill nhá. Trận đấy có nghĩa hai thằng là cầm hero đẹp rồi. Tiếp thế. Có hero nữa thì tuyệt vời. Úi dồi, úi dồi. Hai cái thằng chuyên môn quay tay thì làm zombie hay lắm DM. Tuyệt vời. Vâng, thùng hàng chính thức clear. Không còn thằng nào. Thu đi để lại áo vàng. Zoom đi để lại một đống bãi rác trên thùng hàng đấy thôi. Úi dồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng được chứng kiến những cái trò đồi bại. Vâng. Ô. Thế nào mất giáp nhở. Bị mày hư cấu vậy. Tự dưng nhảy vào mồm cương thi. Vãi xoài thật. Bắn chết luôn đi. Úi dồi ôi. Bố mày mất giáp rồi, không đú được. Rồi, chạy đâu em ơi. Chết kia. Có bom của tôi. Vãi xoài. Úi dồi, sao hòm không có gì nhở. Toàn cổng đạn thôi. Mệnh. Khẩu này tuy hơi bị yếu nhưng đạn nó rất là nhiều. Tầm 320 viên. Tầm này thì dã zombie thì ok rồi. Đạn thì ra chậm như này thì xả đến bao giờ nó mới hết. Cơ bản thì chúng ta chạy thôi. Không có đú với zombie được. Tại vì mình cảm giác khẩu này nó rất là yếu. Nó tuy là Dual Glock nhưng bắn nó còn chậm hơn là một khẩu nữa. Mình thấy bắn USP tốc độ nhanh hơn cái khẩu Dual này. Ý, thế nhưng không biết này. Rồi. Đơn giản. Ôi trời. Đừng hiếp em. No. Em chỉ la liếm chị cương thi một tí thôi mà. Ui dồi. May quá. Rồi. Gì đây? Một quả lừa tình đi vào lòng người. Ôi quả này inter cay lắm này. Cay thì sẽ dẫn đến những cái việc gì sau đấy nguy hiểm. Mình té nhanh cho nó chắc chuyện. Nó kéo phải dòng họ không. Hàng hóc các kiểu nó hiếp mình thì thôi. Đấy, thằng này cay mình lắm. Cay thì cay thôi. Không làm gì được nhau đây này. Wow. Cay là một việc, thịt được nhau là một việc rất là khác luôn. Đâu rồi? À, đây, tới, đây này. Đây này tới, đây, đúng rồi. Mình đây. Ý, ơ kìa. Mày biến, mày tưởng mày ngon à? Đùa. Trời ơi. Cay cũng thế thôi. Vâng, bị trôn xong bị chém chết. Rất là chất luôn. Bạn ấy chắc là cay mình lắm. Kiểu gì trận sau Zombie cũng hiếp chết mình không à. Đây này. Hết rồi. Bình tĩnh xem nào. Ui dồi, cào xuống lưng tao này. Mày cào lại, cào nữa đi. Con lợn này. Ok, mình sẽ sang trận khác đây. Trận lúc nãy thì ít Zombie quá nên mình chạy qua phòng 16 người mình bắn cho nó vui. Còn phòng 10 người thì bọn nó lên thẩm du cái là hết à. Chỉ có 2 thằng chạy vào chạy ra bắn rất là chán. Đấy, qua phòng 16 người thì anh em sẽ thấy là Zombie nó rất là đông. Và bọn kia thì rất là khó thẩm du tại vì đông ấy. Thẩm du thì đánh nào được. À, 2 con này. Rồi. Úi dồi ôi, double kill bomb. Tuyệt quá, tuyệt vời. Bị mệnh mình kinh kỹ lắm rồi. Vâng, 2 con đấy thì rất là yếu. Chỉ cần ném một quả bom vào thôi thì 2 sinh linh bé bỏng sẽ được lên tivi. Vâng, sẽ được hồi sinh lại chứ không phải là lên tivi luôn. Úi dồi, cái gì lag này trời. Mệnh đùa tao à. Lên, đúng rồi. Lung linh là phải lên luôn. Lên nóc nhà là bắt con gà. Bắt con gà rồi làm thịt gà. Ui, thùng hàng thất thủ kìa. Ui trời ơi. Thì mệnh đông thôi. Đừng đông quá. Vâng, như kiến vậy. Chúng ta có thể miêu tả cái cảnh như lúc nãy có thể gọi là kiến vỡ tổ. Vâng, đông kinh dị. Thôi em té này thôi, em không đú được. Anh em đâu, hero đâu. Ui trời ơi. Té lên đây chắc chuyện này. Đông vừa cờ lờ. Cái này bắn làm sao được. Lục DE, à chết nhầm. Dual Glock này thì nó yếu. Đông thôi, không cần đông quá đâu. Đông quá thì mình không bắn được. Rồi mít rồi. Phải gãy rồi, sau lưng mình kia. No. Biến luôn. Bị bệnh. Tao sợ chúng mày quá cơ. Lại đây. Quên nhở, đang lúc nãy mình cầm hero đao này tuyệt vời hơn. Ui, thôi. Mệnh đéo lên được. Rồi. Mệnh khó lắm các bạn ạ, thực sự rất là khó. Thì ping của mình thì hiện tại 8x. Cào nó rất là xa. Anh em có thể hiểu là không biết là dạo này mạng nó bị gì. Mạng của không phải là mạng mình cùi mà mạng chung dòng họ VNPT thì nó đã được cùi bắp. Anh em nào mình cũng xin nhắc lại là anh em nào thích bắt mạng hay là xài 3G các kiểu thì các bạn cứ chọn của Viettel thôi. Úi dồi ôi, cái cảnh tượng gì thế này. Kinh hãi vừa cờ lờ. Nó còn lên nữa kìa, vãi giỏi. Đâm mặt vào lũ Zombie. Bất lực. Di chuyển theo phong cách là bất lực rồi. Rồi chúng ta chịu, chả biết chạy đường nào. Thôi đâm mặt vào Zombie, làm Zombie đi. Ok. Quá đông anh em ạ. Chê phòng ít Zombie, bây giờ qua phòng đông Zombie thì lại khó bắn. Biết thế bắn phòng 2 con cho nó vui. Mệnh đông như này bắn thì đéo được. Úi dồi, từ từ anh ơi. Từ từ thôi, bình tĩnh. Ông bình tĩnh, tự tin, khoe cá tính. Rồi gãy rồi. Úi dồi ôi, lên được rồi. Tao giận chúng mày quá. Ôi trời. Ừ, không xong rồi, chạy sao được. Chạy tí đéo được. Úi dồi, tôi chạy đâu về đâu đây. Nó hiếp tôi kìa. Bà con ơi, hãy giúp tôi. Người la ơi, xin giúp tôi một nụ hôn. Mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. 1 viên 15, định mệnh đùa tao à. Mẹ kinh vậy. Vâng, bây giờ không biết đi đường nào cho nó thoát khỏi cái lũ giòm này đây. Chúng ta ui tôi xong rồi, ấn nhầm. Đấy, đi nhầm rớt xuống. Tính lên cái kia quay tay chứ. Rồi gãy.